Một trong những điểm chia tách chúng ta khỏi động vật chính là khả năng tiếp thu và áp dụng tri thức để sinh tồn, lao động. Sự hiểu biết giúp con người và xã hội thay đổi theo hướng đi lên, còn trình độ học vấn và sự thông thái trở thành một thước đo trình độ mang tính quyết định. Vì vậy, học đã trở thành hoạt động quan trọng không kém những sinh hoạt tất yếu như ăn và ngủ. Nhưng thật đáng buồn, từ lúc nào mà đặc quyền và nghĩa vụ thiêng liêng này bị xâm lấn bởi cái sĩ diện, tạo ra một bộ phận thủng rỗng kêu to, hay như chúng ta vẫn thường nói là đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Hiện tượng biết nhiều nhưng không hiểu biết đáng bức bối này đã trở thành đối tượng châm biếm của bộ phim tài liệu giả tưởng đang hot trên Netflix, Kang on Earth. Bên cạnh hàng loạt phe chọc cười mặn mòi và nhiều kiến thức lý thú, Kang on Earth còn vươn ra khỏi giới hạn của một bộ phim tài liệu hay hài kịch thông thường để chọc ngoáy kẻ thù số 1 đang đe dọa cản trở sự văn minh, tiến bộ mà bao thế hệ nhân loại đã cất công xây dựng, sự ảo tưởng. Kang on Earth là một series thuộc thể loại mockumentary. Đúng như cái tên của nó, mockumentary, sự kết hợp khéo léo giữa châm biếm và phim tài liệu. Bên ngoài, dòng phim này sở hữu cấu trúc và đặc điểm rất tỉnh và khoa học, tương tự như các phim tài liệu truyền thống. Các mockumentary vẫn có hệ thống dẫn chứng, lập luận được trình bày tuần tự, nghiêm túc và tất nhiên là không thể thiếu những hình ảnh minh họa trực quan bổ trợ cho lời dẫn của phim. Tuy nhiên, thay vì khai thác những chủ đề người thật việc thật như lẽ thường tình, thì mockumentary lại đi vào mổ xẻ những tình huống giả tưởng hay thậm chí là không tưởng. Ví dụ như nếp sinh hoạt ăn uống lập dị của một nhóm macaron trong What We Do in the Shadows chẳng hạn. Dù vậy, mục tiêu của mockumentary không phải là thuyết phục người xem tin vào những câu chuyện phi lý, nực cười. Đó chỉ là công cụ để dòng phim này khéo léo thực hiện hai nhiệm vụ chính, mang lại tiếng cười cho khán giả và tầm ngầm đá xoáy một đối tượng X nào đó. Nhưng để có thể biết được thâm ý của phim và nhận ra ẩn số X đấy là gì, thì khán giả chúng ta có lẽ sẽ phải nhịn cười một lúc để động não suy nghĩ đấy. Chủ sĩ của show là Philomena Kunk, một nhân vật hư cấu được vào vai bởi nữ diễn viên hài người Anh Diane Morgan. Với lối dẫn chuyện hài hước, duyên dáng đậm chất Anh quốc, Kunk sẽ dẫn người xem đi hết vòng quanh thế giới rồi lại du hành thời gian để khám phá tiến trình phát triển của loài người kể từ khi mới xuất hiện trên trái đất. 5 tập phim sẽ lần lượt mổ xẻ và sâu chuỗi những cột mốc quan trọng nhất của lịch sử nhân loại, ví dụ như sự ra đời của các nền văn minh cổ đại hay sự hình thành và lan rộng của các tôn giáo lớn. Thành thật, nếu chỉ có một mình host Kang cục tính chém gió thôi thì nhiều khả năng show sẽ sớm trở thành một vở hài kịch nhảm nhí không hơn không kém. Nhưng may thay, bộ phim còn có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đến từ các viện nghiên cứu lớn trên khắp thế giới. Và đừng lo, họ là những nhà nghiên cứu hàng thật giá thật với kiến thức và kinh nghiệm thật sự ngoài đời, không phải nhân vật giả tưởng được sáng tạo nên như Kang. Nhưng dù có chuẩn bị kỹ như thế nào, thì các nhà tri thức lành nghề của chúng ta có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng họ sẽ gặp phải cú sốc lớn nhất sự nghiệp, chính là những nhận định và thắc mắc không thể vô tri hơn của Kang. How did Egyptians build the pyramids? Did this start at the top and work down, or start at the bottom and work up? Jesus was killed because people didn't like what he was saying, so could you call him the first celebrity victim of cancel culture? Nhìn cách Kang múa võ mồm trước các khách mời cực kỳ uyên bác, thật khó để không liên tưởng đến mẫu người luôn thể hiện rằng mình biết tất cả mọi thứ. Buồn cười thay, chính những người luôn nhiệt tình chém gió nhất lại thường chưa qua trường lớp đào tạo, hay chí ít là tự tìm hiểu một cách có hệ thống về các vấn đề mà họ đang thao thao bất tuyệt. Thay vì những nguồn kiến thức chính thống và đáng tin cậy, những chiếc thùng rỗng này có xu hướng nhặt nhạnh những thông tin tạp nham trên mạng hay nghe chuyển miệng từ người này người kia rồi nhớ mang máng để tổng hợp lại, từ đó móc nối lại thành một tổng thể chắp vá và rời rạc. Vì mỗi thứ chỉ biết một tí nhưng chẳng có chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể nào, mà kiểu người này phải viện vào thủ thuật đánh cháo khái niệm, thậm chí là bịa đặt trắng trợn để tự tạo ra những cơ sở có lợi cho quan điểm và hình ảnh của mình khi cần bày tỏ ý kiến hay muốn lên mặt dạy đời người khác. Những người bị ảo tưởng về sự hiểu biết của mình có thể hùng hồn buôn dưa lê, bán dưa chuột về đủ các lĩnh vực từ rất bình thường đến cao siêu. Nhưng điểm chung là khi bị hỏi cặn kẽ thì dễ lâm vào tình trạng ngớ người ra vì thật ra họ chẳng biết gì. Kể cả không bị vạch trần, cách tiếp thu kiến thức vô trách nhiệm cũng sẽ đưa họ vào những hố đen kiến thức cực kỳ nghiêm trọng giống như Kang. Từ những lỗi sai rất ngớ ngẩn như nhớ sai tên vĩ nhân, Vladimir Ilyich John Lennon, tới những hiểu lầm tai hại đến mức bản thân cũng phải thất vọng, nhục nhã khi nhận ra. When I think of Dance Like No One's Watching, that really helps me. What made Aristotle think of that? Đáng buồn hơn cả là chính những thói quen này đã đóng chặt cánh cửa lĩnh hội tri thức, khiến họ không chịu cởi bỏ quan điểm mặc định để tiếp thu khi gặp phải phản biện, sửa sai mà người khác thành ý đóng góp. Muốn biết như thế nào mới là người có trình độ thực sự, chỉ cần nhìn sang những vị khách mời của Kang trong show.
Nhiều năm học hỏi và nghiên cứu có bài bản, họ đã thành công trên con đường lĩnh hội tri thức chân chính mà mình đam mê, kể cả khi những lĩnh vực ấy bị khăng coi thường và mang ra làm trò hết lần này đến lần khác. Phải công nhận sức chịu đựng của các khách mời thật đáng khâm phục, vì dù có lúc chính người xem cũng phải nóng máu trước sự cợt nhả có phần thái quá của Khang, họ vẫn bằng cách nào đó giữ được thái độ ôn tồn để giải thích và khai sáng cho cô. Không chỉ vậy, dù đã trải qua nhiều năm nghiên cứu và có hiểu biết sâu về lĩnh vực của mình, các khách mời rõ ràng vẫn rộng cửa chào đón những luồng tri thức và các góc nhìn mới mẻ. Mỗi khi Khang nói ra điều gì đó khó tin, thay vì phủ nhận ngay lập tức, họ chỉ đáp rằng cái này tôi không biết, cái này tôi chưa từng nghe tới, thay vì lập tức bác bỏ, trái ngược hoàn toàn với kiểu cãi cố thô lỗ của Khang khi nhận góp ý. Không những không phản bác, họ còn thể hiện rõ sự cởi mở và tôn trọng trước các thắc mắc và góc nhìn độc lạ của Khang bằng cách tập trung lắng nghe cô nói và không ngại thay đổi hướng phân tích để sáng tạo nên những câu trả lời hợp tình hợp lý. What was the Soviet Union? Well, I think you're laboring under a misapprehension and you probably mean the Soviet Union. If you don't know, it's okay to say, you know, I won't judge you. If you want to talk about sort of Russian Soviet vegetables, we can. I mean, it was a deeply agrarian country. Cùng tìm hiểu và bàn luận về một chủ đề, nhưng đâu mới là thứ tạo nên sự khác biệt trong cách thể hiện của Khang và các học giả? Đó chính là từ mục đích. Nhà vật lý đại tài Albert Einstein đã từng nói, cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to. Cái tôi quá lớn sẽ dẫn đến lòng tin mù quáng và năng lực của bản thân, đánh lừa con người rằng suy luận, quan điểm của mình phải là đúng nhất, tốt nhất. Nhưng vì ngay từ đầu, những chiếc thùng rỗng chỉ coi kiến thức là công cụ để kêu to, nên với những gì mình học được, cơ bản không có sự trân trọng. Vì hiểu biết ít nên cái tôi lớn, không có khái niệm mình sai, nên họ sẵn sàng bẻ cong sự thật và dẫm đạp lên ý kiến của người khác để tiện bề thể hiện và đánh bóng hình ảnh bản thân. Thái độ bảo thủ này được Khang Con Ướt ngầm sánh với giáo hội thời Trung Cổ, thế lực đã cấm đoán những phát hiện khoa học mang tính bước ngoặt như thuyết nhật tâm của Galileo để có thể tiếp tục dắt mũi dư luận, bảo vệ vị thế của mình. Bằng việc giấu nhẹm đi mặt hạn chế và sự hiểu biết của mình, những kẻ giả danh tri thức đã tự tay chặn cửa cho những kiến thức mới, mãi mãi mắc kẹt với những tư tưởng bảo thủ, mang nặng định kiến mà không thể thay đổi bản thân cho theo kịp sự tiến bộ không ngừng của thế giới. Hành vi bóp méo tri thức như vậy, dưới bất kỳ hình thức nào hay mục đích gì là không thể chấp nhận được với những ai thực sự có tâm và có tầm, vì họ đều trải qua và chấp nhận những cái khó không thể tránh khỏi trên con đường học thuật. Khi nghe Khang bào hòa về nghi vấn dự án Apollo và sự kiện con người đặt chân lên mặt trăng là một cú lừa, giáo sư Anu Oja của Học viện Vũ trụ Quốc gia Anh Quốc đã lần đầu tiên thể hiện thái độ gay gắt với trò xuyên tạc lịch sử của các giả thuyết gia trên YouTube. Tiếc thay, không ít người cũng như Khang đã dính lửa lại còn không để tai đến nhận định của những người có uy tín. Chúng ta sẽ ít khi thấy sự bảo thủ, ngông cuồng như vậy ở những người có tinh thần học hỏi chân chính. Để kiểm chứng ra được một kiến thức đúng đắn, xem đâu là đúng, đâu là sai, thì bước chứng minh và phản biện là cần thiết. Để theo đuổi tri thức, cần chấp nhận rằng không phải lúc nào phỏng đoán và niềm tin của mình cũng là chính xác. Cùng với đó, phải nhận thức được rằng chủ thể của học vấn là tri thức chứ không phải là cá nhân nào, nên cái tôi cá nhân phải được tiết chế để hợp sức với tập thể, xây dựng nên kết quả toàn diện để đóng góp vào tri thức chung của cộng đồng. Chỉ cần tinh ý một chút là có thể thấy Khang Con Ướt đã khéo léo chỉ ra những đặc tính thường thấy của mẫu người chỉ biết học gạo để ra vẻ. Trong tập 5 của show, Khang đã giới thiệu về tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Karl Marx là cuốn sách ngày nay ai cũng nói về, nhưng thật ra là chưa có ai đọc cả, giống như mọi quyển sách khác. Rõ ràng Khang đang cố tình vơ đũa cả nắm để phóng đại, gây cười, nhưng thực tế là ngoài kia có không ít người đang có thói đọc sách, hoặc đúng hơn là giả vờ đọc sách để tỏ ra thông minh hơn người. Dù sự thực là họ không có ý định nghiêm túc hay tìm hiểu hay ghi nhớ những gì được viết trong sách. Những người này sẽ hình thành nên các đánh giá chủ quan, cảm tính về mọi vấn đề vì thiếu kiến thức nền. Suy nghĩ trong đầu chủ yếu là nghe nhạc hiệu đoán chương trình, tự suy diễn từ một nền móng sai lệch. Không như những người có chuyên môn, không bao giờ đi đến kết luận mà không có bằng chứng và cơ sở khoa học. Ngày nay, với sự phủ sóng rộng rãi của mạng xã hội, nếu không có kiến thức và sự tỉnh táo, thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của các trò lừa bịp và các thuyết âm mưu tràn lan trên mạng, trở thành quân cờ của những người đang lợi dụng sự cả tin và thiếu hiểu biết của đám đông để kiếm trác tư lợi. Ví dụ, chắc hẳn các bạn từng thấy ai đó hay chính mình bị cuốn vào hàng giờ lướt mạng không ngừng nghỉ rồi đúng không? Để có thể cầm chân người dùng, kích lượt xem và tương tác với các nội dung trên nền tảng hết mức có thể, các mạng xã hội điển hình như TikTok, Instagram đều sử dụng các thuật toán tinh vi nhằm theo dõi hoạt động của từng người dùng, từ đó liên tục hiển thị thêm những nội dung và quảng cáo gây nghiện nhất. Cho phép các nhà phát triển mớm vào đầu thể loại nội dung ăn liền, trăm cái như một là cách nhanh nhất để giết chết tư duy phản biện và tinh thần chủ động tra cứu, học hỏi của chính mình. Đáng sợ hơn cả là việc mất thời gian vô ích, những người không thực sự chắc về những gì mình biết là miếng mồi hàng đầu của chuyên gia dắt mũi đang điều hành thị trường mua bán tư tưởng. Đúng vậy, tư tưởng giờ đây đã bị biến thành một món hàng, còn bán đắt như tôm tươi là đằng khác.
Người tạo ra và cung cấp mặt hàng này thường là các nhân vật có tiếng nói. Họ biết rất rõ người theo dõi của mình muốn nghe cái gì và nghe như thế nào, để cứ thế gãi vào đúng chỗ ngứa của những bộ não nghiện tiếp nhận mọi thông tin, không cần biết đúng hay là sai. Kết quả là hệ thống đào thải những quan niệm, tư tưởng lỗi thời, lệch lạc đang bị ngưng trệ hơn bao giờ hết. Tất cả nội dung dù rẻ tiền, ngược đời đến mức nào cũng được cho đất sống và tìm được đường tới tay người tiêu thụ dưới nhiều hình thức như các sản phẩm giải trí, tiêu khiển, thậm chí là trong chính các tài liệu học thuật mà đáng lẽ ra là phải cực kỳ khách quan và chính xác. Làm trầm trọng thêm tình trạng bão hòa kiến thức và thông tin, còn phải kể tới những cơ quan, tổ chức truyền thông cần nhiều chủ đề kích thích để thu thập thêm người theo dõi dễ tính, hoặc đúng hơn là dễ lừa. Trong khi người người đang dán mắt vào những trang tin có gì viết nấy, hay đốt tiền vào những cuốn sách tu thân và những buổi hội thảo được truyền thông đánh bóng, thì có không biết bao con người đang thầm lặng cống hiến bằng hành động và giải pháp, học thật, làm thật. Sự dung túng cho hành động nhào nặn và chia sẻ kiến thức giả tạo có thể mang đến cái lợi trước mắt cho những kẻ thiếu hiểu biết vô trách nhiệm, nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng đến sức ảnh hưởng và tiếng nói của những con người đang miệt mài học hỏi, rèn luyện hết mình với mục đích cao cả là bảo vệ sự trong sạch của tri thức và đóng góp dù chỉ một ít thêm vào nền văn minh vĩ đại của nhân loại. Tuy nhiên, cũng chính từ Khang Con Ớt, ta vẫn thấy đâu đó niềm tin và sự tồn tại và cố gắng của những con người đang theo đuổi tri thức chính thống với mục đích trong sạch và cao cả, như các khách mời xuất hiện trong chương trình. Những người hùng thầm lặng này có thể nghiên cứu về một lĩnh vực mà ta không hề để tâm tới trong đời sống thường ngày, hay tu nghiệp ở những nơi mà đại đa số không hề biết đến. Nhưng cũng như chúng ta, họ đang học hỏi và làm việc để làm giàu cho lịch sử nhân loại. Dù không phải lúc nào cũng có thể bật lại sự ngốc nghếch và cứng đầu của Khang, các khách mời đến sau cùng vẫn trung thành với các chân lý muôn đời và chẳng ngại lên tiếng bác bỏ những thông tin bịa đặt quá đáng, làm vấy bẩn sự thanh khiết của tri thức. Chính những người học để hiểu, học để cống hiến như vậy mới có sức và trí để hộ vệ cho sự văn minh, tiến bộ của loài người. Thực sự thì không có ai cần phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý như một thiên tài, vì không gian quá rộng lớn còn thời gian thì vô hạn, nên chuyện ấy là hoàn toàn bất khả thi. Thay vào đó, chỉ cần tìm được một vấn đề mình thực sự quan tâm và nghiêm túc với những gì mình học, mình làm là quá đủ rồi. Còn trước cơn bão thông tin của thời hiện đại, ai cũng nên giữ mình tỉnh táo để chắt lọc những gì đúng đắn và tìm cách áp dụng, tránh để những kiến thức chết đi chẳng để lại gì. Những gì được nói ra để thể hiện chẳng ở lại lâu và sẽ sớm rơi vào quên lãng. Chỉ có giá trị thực ta để lại cho đời, cho thế hệ sau mới có thể trường tồn. Thậm chí trong chính lúc này, xã hội đang thay đổi chóng mặt với nhiều phát kiến mới. Nếu một người hóa ra thực sự không có trình độ mà chỉ là cái vỏ rỗng ruột thì sớm sẽ tụt hậu và bị đào thải khỏi cuộc cạnh tranh khốc liệt của thời đại. Bên cạnh mục đích giải trí, Khang Con Ớt còn thành công kích thích trí tò mò cũng như tinh thần học hỏi của người xem bằng cách chứng minh vai trò to lớn của tri thức trong lịch sử phát triển của nhân loại chúng ta. Sao phải ngại thừa nhận mình còn phải học hỏi nhiều? Trong khi nỗ lực tìm câu trả lời cho các câu hỏi chưa có lời giải và thấu hiểu thế giới xung quanh là động lực để con người không ngừng mang đến những thay đổi bất ngờ cho chính mình và cộng đồng, giống như cách bao thế hệ trước đã làm để chúng ta có được ngày hôm nay. Đến cùng, bài học thấm thía nhất của bộ phim không nằm trong những kiến thức tổng hợp mang dáng dấp của chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao, mà chính là một câu hỏi duy nhất: ta học để làm gì? Con thở là con gỡ, chưa bao giờ quá muộn để thay đổi tư duy và phương pháp học tập, trau dồi bản thân, vì những điều này cũng cần phải học đúng cách thì mới làm được, đúng không nào? May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.